mấy đầu cũng đây. Mấy này hết trơn phải không? À, rồi. Mấy đầu. Vậy đây. Chị thấy coi coi nhanh không em? Đây. Vô bộ T. Phải đọc Việt nhé. Vô bộ T. 37 60 60 số 8 58 52 40 rồi xong khóa số 0 lại. Xong rồi tôi vô cái tay mấy ngón tay 19 50 số 1 460 460 mấy ngón tay là gạch mấy ngón tay đi cho nó nhanh. Đây mấy ngón tay 61 số 3 39 38 70 44 29 22 85 bên đây cũng vậy không? Rồi xong. Dạ rồi. Đây hết. Hết. Dạ, ta gạch này coi coi. Tê chị lâu chưa chị? Mấy bữa mấy tháng hay mấy năm rồi? Năm cái này cũng mới đây. Chừng bao lâu rồi? Chừng tháng này. Tháng này làm lần một rồi tiêu rồi. Hết luôn hả? Hoặc là mới làm lại nếu mà còn lại được lần nữa hết rồi. Chị thấy gì chưa? Hả? Thấy gì chưa? Thấy hết bệnh rồi. Hết tê rồi. À. Còn không? Hết rồi thầy. Thôi hết không? Hết thiệt không? Hết rồi thầy. Thấy không? Chân luôn á. Nè, còn đau không đâu? Hết tê luôn rồi. Rồi, cảm ơn tí nào về. À, chị gió mấy phút? 2 phút không? 2 phút. 2 phút. Ừ. Rồi thôi chào các bạn nha, nhớ làm y vậy tay tay nha. Một lần với hai lần là hết rồi. Nhưng mà chị em ít con tháng mấy mà. Chứ mà để 5-10 năm thì khó. Tại lắm có chục lần, 7 lần thì ít. Rồi thôi chào.